Cái chai xoa bóp Quang Vinh này có rất nhiều bệnh nhân ấy gọi điện đến ấy, đặt lại 6 7 chai liên tục cho người. Hôm trước có câu gì có thầy chùa chùa Sủi ở đây, thầy cũng đặt cho một số các cái thầy rồi các Phật tử đến, thầy thấy hay quá thầy chữa thì thầy đặt cho bệnh nhân, mà hôm đấy mình phải gửi gấp đấy. Thưa cô ba anh chị, thế thì khi mà cô ba anh chị đau đớn ấy, nó đau nhức xương khớp mà mình khó ngủ này, rồi đi lại khó khăn khó vận động này, thì cô ba anh chị sử dụng ngay cái chai xương khớp này, xoa bóp vào ngay. Quang Vinh đã ngâm sẵn cho cô ba anh chị rồi, ngâm có đủ thời gian rồi thì về cái nước thuốc này nó đã sử dụng được luôn rồi. Cô ba anh chị xoa vào là cô ba anh chị thấy được ngay hiệu quả của nó. Đấy. Nó lưu thông khí huyết cho mình, nó giảm đi những cái cơn đau, thuốc nó sẽ ngấm qua da cũng sẽ hỗ trợ điều trị tại chỗ cho cô ba anh chị. Đấy. Thì thuốc xương khớp này với lại cái hộp cao này trở nên rất hiệu quả. Hai cái này nhiều bệnh nhân ấy cứ nghĩ là cái thuốc xương khớp này tôi có thuốc xương khớp rồi không lấy đâu. Thì xoa bóp cái thuốc xương khớp của bệnh nhân, nhưng thực tế ấy, cho thấy rằng là những cô bác nào mà lấy thuốc xương khớp với một liệu trình đấy là thuốc cao và thuốc xương bóp này này của nhà thuốc ấy, mà cô bác ấy tích cực bóp thật nhiều thì là rất nhanh khỏi bệnh. Đấy. Bệnh nhân chia sẻ với Quang Vinh rất nhanh khỏi bệnh. Vì sao? Vì nó thẩm thấu vào, nó cũng cùng hỗ trợ điều trị với cái cao này, nó rất là nhanh. Đấy. Ngoài thì đánh vào, trong thì chữa bên trong. Đó. Thì nó rất là hiệu quả. Thì có anh chị nhiều người nếu mà còn ngần ngại về cái thuốc xương khớp này, cái cao này, đương nhiên cái cao này thì giá thành của nó sẽ nấu cao, mà quý vị biết là cao là nó tinh chất mà, thì nó phải giá thành của nó sẽ cao hơn. Thế thì cô anh chị ngần ngại quá mà chưa đủ niềm tin với nhà thuốc thì có thể mua một cái lọ chai xoa bóp này để về xoa bóp thử xem là có đúng như là nhà thuốc Quang Vinh quảng cáo hay không. Nếu mà xoa bóp vào mà thấy cái bệnh nó đỡ, nó dễ chịu thì hiểu rằng là quý vị nên mua thêm cái cao này để chữa bệnh tận gốc. Đấy, nó khỏi từ bên trong. Nó khỏi từ bên trong. Cho các anh chị thì nó được lâu năm hơn, nhiều năm hơn. Quý vị và anh chị nhá, đừng sống với bệnh tật. Bệnh tật không phải là cái để chúng ta sống, mà chúng ta phải chữa khỏi nó đi. Đấy, chúng ta chữa khỏi nó đi để chúng ta còn làm việc khác. Thế bây giờ cứ sống với bệnh tật rồi uống thuốc này quanh năm ngày tháng làm gì các anh chị. Đấy, nhưng mà phải mua đúng thầy đúng thuốc thì mới được, chứ không phải là các anh chị uống ở đâu cũng được đâu ạ. Con mình không phải đề cao nhà thuốc của mình đâu, nhưng mà thực tế là con mình uống nhà thuốc trong nhiều năm nay cũng đã giúp cho rất nhiều các cô bác khỏi được bệnh rồi. Từ những căn bệnh rất nặng, thường là các anh chị bị bệnh nặng thì các anh chị lên mạng, các anh chị mới tìm đến những cái nhà thuốc như thế, như Quang Vinh. Thế thì thực tế đấy, nó ở trên YouTube, quý vị anh chị có thể tham khảo. Thì trăm hay nghe không bằng một thấy, cứ theo dõi cái YouTube nhà thuốc thì quý vị thấy được những cái clip Quang Vinh quay, những chia sẻ của các bệnh nhân nó là thật, nó là thực tế. Đấy, các anh chị tin tưởng thì các anh chị mua thuốc nhá. Quang Vinh xin chúc cho các anh chị có nhiều sức khỏe, tìm đúng được nhà thuốc, bài thuốc để các anh chị chữa trị cho nó khỏi bệnh. Quang Vinh cảm ơn.